Kính chào các bạn, trong video này, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn màn đại chiến đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng Vũ Hán năm 2013. Đây là trận so tài Men Đỏ Đi Tiên là danh thủ Liễu Đại Hoa và người cầm bên, đây là danh thủ Vương thứ nhất. Kính mời các bạn đón xem. Chứ
吃。 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 将军。 吃。 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 将军。 吃。 Từ hình cờ trên sau phần cờ cho mã 1-2 đến từ bên đen của vương, thì bên đỏ trong bối cảnh kém quân đã buông cờ xin thua trong hình cờ đó. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.